nay đi sướng sướng nói xưa hai cái chai này về xài hết rồi, mà nói chung là hết hoài luôn đó mấy bạn. Đặc biệt đó là hai cái chai này là không phải là một mình tôi đâu nha, tôi nghĩ là chị em phụ nữ thì bà nào cũng phải cần có cái này hết trơn, không có là chết. Cái này là chai sữa tắm lưu hương suốt 3 giờ đồng hồ sau khi mà mấy bà tắm tắm xong rồi á, là cái mùi thơm của nó sẽ thơm bát ngát một căn phòng luôn, và thơm sau 3 giờ đồng hồ mới hết thơm nha. Còn cái chai này á là cái chai sữa tắm dành cho em bé, tức là dung dịch vệ sinh phụ nữ đó mấy bà. Hai cái chai này á thì tôi nghĩ là chị em phụ nữ chúng ta thì ai cũng phải cần xài mỗi ngày hai lần sáng và tối luôn. Mà sữa tắm á thì ngoài thơm ra thì nó còn giúp cho da của mình căng bóng mịn màng và da của mình mềm như da của em bé. Dung dịch vệ sinh này á thì được chiết xuất từ thân cây liễu trắng và lá chầu không, nhưng mấy bà cũng biết phụ nữ mà ai mà sau sinh sau đẻ thì cũng sẽ biết được cái sức mạnh của lá chầu, đúng không mọi người? Lá chầu và thân cây liễu trắng chính là những cái thành phần giúp cho cái vùng nhạy cảm của chị em phụ nữ chúng ta là se rít là hồng hào là thơm tho là mềm mịn giống như là cái tên gọi của nó là da em bé nha. Và đặc biệt là cái dung dịch vệ sinh phụ nữ này á, nó giúp cho chị em của mình sao ngăn ngừa được tất cả những cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa nè. Cái hương thơm của nó thì thơm rất là dễ chịu luôn, và đặc biệt là nó cân bằng cái độ pH cho cái vùng em bé của chúng ta. Tất cả những cái dòng sản phẩm gì á mà tôi sản xuất ra, tôi làm ra, tôi kinh doanh, tôi bán thì tôi đều sử dụng đầu tiên. Tôi luôn luôn là người trải nghiệm sản phẩm, và nếu mà ok tôi mới bắt đầu tôi làm để tôi đưa ra thị trường tôi bán đến khách hàng. Còn nếu mà tôi cảm nhận được cái sản phẩm không ok, không tốt, không đáp ứng được những cái nhu cầu cần thiết của tôi thì tôi sẽ không bao giờ bán và tiếp tục thay đổi công thức tới khi nào mà công thức của nó hoàn hảo thì lúc đó tôi mới cho ra thị trường để kinh doanh, để bán cho mấy bạn khách hàng của tôi. Chai sữa tắm này có 185.000 nè mấy bạn. Chai dung dịch vệ sinh phụ nữ này có 135.000 nè mấy bạn. Mua về mấy bạn xài 3 tháng đi hết. Vừa sạch, vừa thơm, vừa hồng hào se rít, ngăn ngừa những cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Chị em phụ nữ ơi, nhanh tay rinh ngay một combo dài tắm này về để mình luôn luôn tự tin làm chủ cuộc sống của mình nha.